Tỷ số của cả hai trận đấu vừa qua đều là 25-17. Bóng ngoài sân. Bích Tuyền và đồng đội đã có một thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ ở hai trận đấu vừa qua, và họ không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng, đều với cách biệt lên đến 8 điểm. Thêm một điểm nữa để ghi cho Than Quảng Ninh với tình huống kết thúc của Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là pha phá bóng của trường 2 Minh Nhâm. Pha điều chỉnh một lỗi của Kim Liên. 3-0. Đang chưa có được sự tập trung cần thiết của Bích Tuyền và đồng đội ở trận đấu thứ 3 này. Chuyền một tốt. Vẫn còn. Rất tiếc là Như Quỳnh đã đập bóng ra ngoài sân. Đã có điểm số đầu tiên cho Ninh Bình Liverpool Bank. Lại là pha kết thúc ra ngoài của Như Quỳnh. 2-3. Tiếp tục là quả phá bóng của Wibowi. Chủ công người Thái Lan. Rất tốt. Những pha kết thúc bóng cao biên là sở trường của Bích Tuyền. Và không khó để tài đẹp này ghi điểm. Bích Tuyền được huấn luyện viên Bùi Huy Trâm phát hiện vào năm 2016. Khi đó Bích Tuyền được huấn luyện viên Bùi Huy Trâm đô lên đội 1 của trường Vĩnh Long. Khi chơi những trận đấu đầu tiên trong áo của trường Vĩnh Long, Bích Tuyền thi đấu ở vị trí phụ công. Nhưng sau đó với tố chất của một tay đập có sức mạnh, cô đã được chuyển sang chơi ở vị trí chủ công. Và Bích Tuyền đang cho thấy cô là một trong những tay đập hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam, cùng với Trần Thị Thanh Thúy của Pebble Blue Cat. Rõ ràng khi có được những pha điều chỉnh chuyền một tốt thì những tình huống phối hợp chiến thuật của Quảng Ninh luôn có hiệu quả rất cao. Vẫn còn. Không được. Quả đập lỗi của Lê Thị Hồng. Lê Thanh Thúy thực hiện quả phá bóng. Phá bóng ra ngoài sân. Đây là trận đấu mà Than Quảng Ninh buộc phải có được chiến thắng để níu kéo cơ hội có thể giành điểm khi họ đã thua ở hai trận đấu đầu tiên. Đường truyền khá tốt và Lê Thị Huệ đã có pha kết thúc một trận sơ đầu hiệu quả. Trong trận đấu tranh hạng 3 của Cúp Vô Lư, Hoài My đã thi đấu rất ổn định. Đó là lý do để giúp cho Ninh Bình Liverpool Bank lội ngược dòng trước Bộ Tư lệnh Thông tin để giành được vị trí thứ 3.
Tại Cúp Hoa Lư vừa qua, đội bóng đã giành chiếc vô địch ở nội dung của nữ là các cô gái Hóa Chất Đức Giang Tia Sáng. VTV Bình Điền Long An giành ngôi Á quân. Còn ở nội dung của nam thì đội chủ nhà Nam Ninh Bình Liverpool Bank đã giành chiếc vô địch sau khi đánh bại Biên Phòng với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Năm nay cả hai đội bóng nam và nữ của Ninh Bình đều có nhà tài trợ là ngân hàng Liverpool Bank và họ đều mang tên Ninh Bình Liverpool Bank. Tình phòng thủ hay của Kim Liên. Sau đó Uipoi đã không gặp nhiều khó khăn để ghi điểm. 8-6. Tình huống điều chỉnh số 1 không tốt của các cô gái bên phía Thanh Quảng Ninh. Vẫn còn pha bọc lót tốt của Bích Tuyền. Sau đó là tình huống kết thúc sau vạch 3m ra ngoài của Vi Thị Như Quỳnh. Vi Thị Như Quỳnh có khả năng đập bóng sau vạch 3m khá tốt. Bóng đã chưa chạm các tay chắn của Ninh Bình Liverpool Bank. Rất mạnh mẽ. Mười sáu cho Ninh Bình Liverpool Bank. Piniada, chủ công người Thái Lan, năm nay mới 18 tuổi đã vào sân để thay cho Lê Thị Hồng. Với các đội bóng không có nhiều tiềm lực kinh tế, họ không thuê ngoại binh hoặc thuê ngoại binh chưa thật sự chất lượng. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép các đội bóng được thuê ngoại binh tối đa là 2 người, nhưng chỉ cho phép một cầu thủ được thi đấu trên sân. Và làn sóng các cầu thủ Thái Lan đã đổ dồn về giải vô địch quốc gia năm nay ở cả nội dung nam và nữ. Bóng ra ngoài sân. Những động tác kết thúc rất gọn của Uipoi. Đồng đội của Uipoi trong ngày ra mắt Galaxico Thái Bình cũng đã thi đấu rất ấn tượng, mặc dù cô chỉ mới vào sân có vài phút ngay sau khi mới đến Việt Nam trong buổi sáng và đã thi đấu vào buổi chiều, đó là Sasipapon. Không gắt cái liền đỡ hết ngày. Bọn em phải lăn xả ra mà đỡ. Lực thế ăn thua gì? Bóng nó thu như thế, em chặn đi để chị đua vào. Sao đâu, có lên chơi, làm cái em có thể ơi. Cần phải có những quả đá bóng uy lực hơn. Đó là mong muốn của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt với các học trò. Khi mà những quả đập thiếu lực sẽ không khó để có thể đánh bại hàng sau của Ninh Bình Liverpool Bank. Rất nhiều những pha bóng vừa qua Kim Liên đã phòng thủ rất tốt. Vấn đề của Thanh Quảng Ninh là họ không có được những tình huống điều chỉnh cho một tốt. Chuyển hai hầu hết đều phải thực hiện những pha chuyền bóng điều chỉnh. Rất khó để họ phối hợp chiến thuật.
Vì vậy mà những pha kết thúc thường không có hiệu quả cao. Bóng ngoài sân. 13-8 cho Ninh Bình Liverpool Bank. Các cầu thủ áo vàng đang chơi với một tinh thần rất thoải mái và một sự tự tin rất cao. Quả phá bóng của Hoài My. Tình huống xử lý ngay từ bước 2 của Minh Nhâm. Đã hơn một lần ở trận này Minh Nhâm thực hiện những pha bỏ chuyền. Các cây chuyền hài được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thường xuyên có những tình huống đánh bỏ chuyền. Ngày còn thi đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là một trong những chuyền hài nổi bật nhất của làng bóng chuyền Nam Việt Nam. Ông luôn có rất nhiều những pha đánh hài chuyền chữ danh. Ngày thi đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khoác áo đội Nam Bưu điện Hà Nội. Đúng một quá trời choạc. Vẫn còn. Rõ ràng là những cú đập thiếu lực rất khó để có thể khắc phục được hàng sau của đối phương. Các cô gái thằng Quỳnh đang thiếu đầy vất vả. 10-14. Tại cúp Hoa Lư vừa qua, libero của Ninh Bình Liverpool Bank là Thành Diệu đã gặp phải một chấn thương khá nặng. Ngay sau đó thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã có được sự phục vụ của Nguyễn Thị Kim Liên, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Và điều đó đã giúp cho đội bóng chuyền nữ cố đô Hoa Lư có được sự chắc chắn ở hàng sau. Dù khả năng bắt bóng của Kim Liên chưa thật sự quá tốt, nhưng khả năng phòng thủ của cô là rất tuyệt vời. Phá bóng ra ngoài sân. 15-11. Khả năng cao các cô gái Ninh Bình Liverpool Bank sẽ có thêm một chiến thắng cách biệt 3-0 nữa. Rất tốt. Cú đầy uy lực của Như Quỳnh. Xem lại pha quay chậm vừa rồi, khả năng bóng ở trong sân là rất cao. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại khi cho rằng bóng đã đi ra ngoài sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng ở trong sân rất nhiều. Có lẽ huấn luyện viên Thái Thanh Tùng không có một góc quan sát tốt. Như vậy là Ninh Bình Liverpool Bank chỉ còn lại một quyền sử dụng quyền khiếu nại của mình mà thôi, khi ở lần đầu tiên họ đã thất bại. Trong mỗi một trận đấu, các đội bóng có hai quyền để sử dụng khiếu nại. Nếu những lần sử dụng khiếu nại của họ thành công thì hai quyền đó được giữ nguyên. Nếu không thì mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa hai lần mà thôi. Bóng chạm tay chắn ra ngoài sân.
17-12 cho Ninh Bình Liverpoolbank. Đánh bại đương kim vô địch Clasico Thái Bình đầy thuyết phục và đang hướng đến chiến thắng trước một đối thủ đầy khó chịu là Than Quảng Ninh. Đội bóng của huấn luyện viên Thái Thị Tùng đang cho thấy sức mạnh thật sự của mình và cả tham vọng của họ nữa. Cuộc đua tranh một vị trí trong top 4 của bảng A đang diễn ra rất quyết liệt. Nếu như Than Quảng Ninh thất bại ở trận này thì cơ hội dành cho họ một vị trí trong top 4 là không còn nhiều. Pha chuyền bóng hơi thù và hơi thấp của Hoài My. Vừa rồi lại là một tình huống hơi ngửa nhưng Bích Tuyền vẫn xử lý thành công. 18-13. Trong trận đấu giữa hai đội Ninh Bình Liverpoolbank, ngày trước là Ninh Bình Doveco và Than Quảng Ninh, năm 2019 Bích Tuyền thực sự trở thành cỗ máy ghi điểm. Cô đã thiết lập được kỷ lục khi đến 61 điểm trong một trận đấu. 19-13 khi trận đấu bắt đầu bước vào giai đoạn quan trọng. Đó cũng là lúc Ninh Bình Liverpoolbank bứt tốc. Họ thiếu tập trung và chất chiêu từng cơ hội. Rất lôi và kết thúc của Minh Huệ. 20-13 và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Trước đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn, người ta đẩy vào cái vị trí này, quả đinh đang gặp khó khăn. Sau đến lúc chán em mới đẩy vào hai quả. Tại sao bọn em có cái tư duy cái kiểu gì ấy nhỉ? Vừa một quả điều chỉnh nó đánh được mà em bỏ nhỏ cái cho em đánh bóng giống như kiểu là tôi cảm giác như bọn em đang vui ở trong sân kiểu đùa đùa đánh cái kiểu đằng nào chả thua nên là cứ đùa đùa ấy thôi. Ô chuyền hai mà như thế này thì chết nhá mà. Tôi nói thật đấy. Vẫn là những lời căn dặn của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt với các cầu thủ của mình, đặc biệt là vị trí chuyền hai. Nhưng cũng phần nào dễ thông cảm cho Minh Nhâm khi mà các đồng đội có những tình huống bắt bóng một không tốt. 21-13. Với một người không giỏi chuyền bóng điều chỉnh, khi mà các đồng đội bắt bóng một không tốt thì rất khó để thực hiện những pha phối hợp chiến thuật như ý. Bóng ngoài sân. Tay đập người Thái Lan Pinayada cũng không để lại nhiều dấu ấn khi có mặt trên sân. Cô mới 18 tuổi và cũng chưa chứng tỏ được nhiều. 22-14. Quy Pau Huy đã giúp cho Ninh Bình Liverpoolbank cảm giác mạnh gấp đôi so với chính họ ở Cúp Hoa Lư. Rất tốt. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là bậc thầy về chiến thuật. Các đội bóng ông dẫn dắt luôn thi đấu rất biến ảo. Nhưng để có thể
phối hợp chiến thuật tốt, tiền đề phải là bước 1. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, bước 1 của thằng Quảng Ninh lại rất tệ. 16-22. Phối hợp lao ngắn rất tốt. Người kết thúc là Lê Thanh Thúy. Lê Thanh Thúy, Đinh Như Thúy cũng thi đấu hoàn toàn lột xác so với Cúp Hoa Lư chỉ 10 ngày trước đó thôi. Những pha kết thúc của các cầu thủ này rõ ràng lực bóng đã tốt hơn rất nhiều. Không ai theo bám chắn tình huống đập bóng vừa rồi của Bích Tuyền. Và điểm số là đương nhiên. 24-16. 8 match point. Chiến thắng đã chắc chắn thuộc về các cô gái Ninh Bình Liverpool Bank. Thêm một chiến thắng 3-0 nữa cho đội bóng của huấn luyện viên Thái Thành Tùng. Một trận đấu rất nhàn nhã. Quá sát lưới. Và đường truyền vừa xong của Thanh Thúy thì Bích Tuyền đã không cho hàng sau của đối phương có cơ hội. 25-16 là tỷ số của set đấu thứ 3.